Thôi đi cho đó. Nhảy dài mà. Thật ra có một việc cũng quan trọng, kém tháng này mình là tháng mấy nhỉ? Tháng 8. Mà em sinh tháng 10 âm nữa. Mấy tháng nữa em mới đủ tuổi để lao động. Thế à? Thế thì hơi khó nhỉ. Thế em cứ, nếu như mà em mà muốn làm việc ở đây ấy, thì em cứ làm với anh hồ sơ. Và em cũng muốn làm việc cho các anh, nhưng mà quan trọng là thời gian. Nếu không mai em sẽ đi em sẽ đi Cát Bà. Thế thì bây giờ như này nhá. Em cứ thử hỏi qua quán khác. Tại vì quán anh vẫn à quên anh. em hỏi thêm chứ. Cát Bà thì ở Cát Bà thì nó sao nhỉ? Ở Cát Bà thì nó có đông vui nhộn nhịp không? Bằng bao nhiêu phần của hạn không? Cát Bà chẳng có gì cả. Cát Bà có quán bar đấy. Anh nghĩ là em nên trên Hà Nội. Đi Hà Nội nhỉ? Đi Cát Bà đúng không? Bao giờ xe anh? Anh cũng không biết được. Em ra đường lúc nào có xe lên Hà Nội xe thì bắt từ chỗ đoạn nào vậy anh? Em cứ lên trên đường này. Hai quả na lại chắc mất mấy vài chục quả các anh nhỉ? Hai quả na chắc mất vài chục quả các anh. Không, em cứ ăn đi. Có nho không cho em ăn với? Có nho không cho em ăn với? Nhà anh chỉ có thế này thôi, còn mỗi quả ổi thì em ăn nốt nữa thì tí anh chả còn gì để ăn này. Đứng làm em sạch. Anh này chắc còn trẻ đúng không? 94 chứ mấy? 97 ạ. Dê. Khá lâu rồi anh mới gặp em mà làm anh đau đầu. Trời ơi, anh hơi bị đau đầu ấy. Em có làm gì anh đâu. Rõ ràng là anh có ý muốn giúp em nên anh đau đầu. Còn nếu anh tỉnh bơ em đi thì ôi giời, cứ ngồi vậy cười. Anh dụ em làm gì? Không, anh có ý giúp. À. Nên mới đau đầu. Nhưng mà không cần, kiểu này đi Hà Nội chắc hơn. Nhưng mà em có một băn khoăn ở trên Hà Nội. Người giàu có cũng nhiều, các quán xá cũng nhiều. Nhưng mà anh... Lên trước kia xem không biết là chiều là... Không gì? Em cứ lên đi. Khung gì rồi anh? Ông. Hai rồi. Lấy bạn lấy giấy em, anh chở em ra chỗ bắt xe được không? Em tự đi việc của em đi, anh còn bận việc của anh lắm, anh không thể giúp em được. Em không giúp được. Em chẳng có cái gì cả. Em có gì á? Anh chịu thôi. Có tiền em không? Bắt xe ôm. Em ơi, anh không phải là giàu có. Mà anh cũng chỉ vừa mới gặp em thôi, em vào đây cái em ngồi phịch xuống em ăn hai quả na của anh. Sau đó bây giờ em còn bảo anh cho tiền em để đi xe ôm nữa. Thế thấy có hơi quá không? Hơi quá cho một lần gặp đầu tiên không? Thế thì em có thể giúp anh, em ăn hai quả na xong rồi em đi về Đặng Thiền em làm giúp anh. Thôi em phải về em lấy đồ. Thế em về em lấy đồ đi xong rồi em đi lên Hà Nội. Ở Cát Bà không có gì thật à? Anh cũng chưa ra Cát Bà bao giờ em ạ. Thật á? Tí em cầm quả ổi đi ăn, đi dọc đường ăn. Không ăn nữa à? No lắm rồi. Cảm ơn em vì đã đến ăn giúp anh hai quả na. Em không ăn thì anh chả biết ai để ai ăn nữa. Em có biết là anh phải để nó chín ngay không? Anh nói thật là lần đầu gặp em anh cũng hơi bất ngờ ấy. Em biết là quả na, hai quả na là anh để từ tối hôm qua đến giờ. Mà anh chỉ nghĩ em ăn một quả thôi, em bóc quả này xong em ăn thêm quả nữa. Thôi anh thật sự là anh rất thích em bởi vì em rất là hồn nhiên. Em xé giấy ra đi, em đừng lau kiểu thế. Thôi em nói thật nhá. Em bị bà chủ đuổi vì hồn nhiên quá đấy. Bà chỉ bảo ngây thơ hồn nhiên quá. Toàn nói ấy. Và nói với khách mời chào khách mà cứ kiểu gì các bạn. Anh đợi em chút. Có nghĩa là họ không thích em. Toàn nhà khách là không lo. Thôi rồi, hai em ở lại tiếp mà bạn ấy nhá. Anh xin phép anh đi ra với anh chứ. Anh chào em. Thế để đây à? Sao thế? Ha ha ha.
anh ạ, à mà